tình yêu hiến thân. Ngày 20 tháng 6 năm 1980, chị Brown, một người mẹ trẻ vừa từ trần vì chứng bệnh ung thư khi mới 25 tuổi. Các bác sĩ đề nghị chữa trị bằng quang tuyến, nhưng vì chị muốn cho bào thai đang mang trong bụng không bị nhiễm chất phóng xạ, chị từ chối. Thà chết còn hơn để cho các bác sĩ chữa trị ung thư bằng quang tuyến. Cuối cùng, chỉ 5 giờ trước khi chết, chị đã sinh được một cháu trai mạnh khỏe, kháu khỉnh. Bản tin của hãng AP nói rằng, vào mấy ngày cuối cùng của cuộc đời, chị Brown biết mình bị tử thần đánh bại, nhưng chị vẫn tin tưởng thế nào chị cũng thành công và sinh được một đứa con không bị nhiễm phóng xạ. Bác sĩ Ronan Labine gọi cái chết của chị Brown là cái chết của tình mẫu tử, dám hy sinh mạng sống cho đứa con chưa một lần thấy mặt. Qua đau khổ và cái chết nhục nhã trên thập giá, Chúa Giêsu đã sinh chúng ta lại trong máu của Ngài. Chính qua cái chết đau thương, Ngài đã đem lại ơn cứu độ, đã đem lại sự sống mới cho nhân loại, cho chúng ta. Thập giá chính là minh chứng của hiến thân, của tình yêu vô vị lợi. Không có hy sinh, không có từ bỏ, thậm chí không có hiến dâng mạng sống, thì không có yêu thương. Chúa đã trải qua con đường tận hiến vì yêu thương con người, thì người Kitô hữu không có lối nào khác hơn là bước theo chân Chúa. Người tín hữu Kitô có sẵn gương sáng của Chúa để noi theo bắt chước. Chúa đã yêu thương nhân loại đến nỗi đã thí bỏ chính mạng sống của mình. Nhưng chúng ta chỉ có thể sống tình yêu ấy một khi có được đức tin mạnh mẽ. Vì chỉ qua con mắt đức tin, chúng ta mới nhận ra Chúa cùng đồng hành trong những nỗi khổ đau, trong những thử thách của chúng ta. Người có đức tin thì dù Chúa có vẻ ngủ quên, chúng ta vẫn an tâm vững bước. Vì yêu thương đứa con mà người mẹ trẻ sẵn sàng hy sinh bản thân. Cái chết của chị đã trở thành dấu chứng của tình yêu, của chiến thắng. Cái chết mà mọi người xem là mất mát đớn đau thì chị lại cho là niềm vui. Vui vì được dâng hiến đời mình cho người con yêu. Chúa Giêsu phán, không tình thương nào cao quý hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Dưới con mắt đức tin, chúng ta sẽ có cái nhìn của Thiên Chúa. Nếu qua cái chết, con người chỉ nhìn thấy thất bại đớn đau, thì Thiên Chúa lại nhìn thấy chiến thắng. Nếu con người chỉ nhìn thấy ngõ cụt, thì Thiên Chúa lại nhìn ra con đường đi tới. Nếu con người chỉ nhìn thấy mất mát, thì Thiên Chúa lại nhìn thấy sung mãn. Nếu con người nhìn thấy yếu nhược, thì Thiên Chúa lại nhìn thấy sức mạnh. Nếu con người nhìn thấy sự điên rồ, thì Thiên Chúa lại nhận ra lẽ khôn ngoan. Nhưng thập giá Chúa Giêsu chính là sức mạnh, là lẽ khôn ngoan và là vinh dự của người tín hữu Kitô. Chúng ta được mời gọi nhìn lên thập giá với niềm hy vọng và vui mừng ấy. Qua thập giá của Chúa, chúng ta nhìn thấy thập giá của chính mình để tiếp tục tiến bước theo Chúa. Qua thập giá của Chúa, chúng ta cũng nhìn thấy thập giá của anh chị em sống bên cạnh chúng ta để ta an ủi,
để ta nâng đỡ. Lạy Chúa, trong một thế giới hưởng thụ, đua đòi, chạy theo tiền bạc, chạy theo tiền nghi và chạy theo danh vọng, không ai thích nói đến hy sinh, không ai thích tìm lợi ích cho kẻ khác. Giữa thế giới ấy, con cảm thấy bị lạc loài, con cảm thấy bị lỗi thời. Nhưng xin Chúa thêm đức tin để con luôn kiên vững trong niềm tin, cho con biết xả kỹ quên mình, cho con biết cảm nhận được tình yêu của Chúa trong những đau thương thử thách. Xin cho con biết chia sẻ tình yêu ấy cho những anh chị em sống bên cạnh con. Amen.